Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Thám tử Kim Đại Trì đã quay trở lại rồi đây. Và một ngày mưa cách đây một năm, tại ngôi làng nằm sâu trong núi ở tỉnh Shimane đã xảy ra sạt lở đất do mưa bão. Một nhà khai quật di tích đã bị chôn vùi và không thể sống sót. Chính tai nạn này đã mở màn cho một thảm kịch sắp ập đến. Các bạn đã sẵn sàng khám phá chưa? Kim Đại Trì, chuyến khai quật kinh hoàng xin được phép bắt đầu. Trường Trung học Fudo được chọn làm bối cảnh để đoàn phim tác nghiệp. Nữ idol Reika của Kim Đại Trì đã ép đạo diễn phải quay ở đây để được thân mật với Kim Đại Trì, nếu không cô sẽ nghỉ tham gia luôn. Tất nhiên Miyuki ghen tức ra mặt. Kim Đại Trì vô tình ngồi lên cái quạt khiến gió thổi tốc váy các nữ sinh khác. Định nhấn nút tắt thì lại nhầm sang nút cố định bánh xe, thế là lao xuyên qua bụi cây, đâm móc cửa một chiếc xe hơi đắt tiền. Xui thay, chủ nhân của nó là thanh tra Akechi vừa mới mua xe ban nãy. Với 4.000 yên tiêu vặt mỗi tháng, Kim Đại Trì không đủ tiền để đền. Cậu cần một công việc lương thật cao. Đúng lúc ấy, chị Munakata Satsuki xuất hiện. Chị Satsuki giới thiệu việc làm thêm ở khu khai quật di tích gần nhà mình, một ngày được trả tận 20.000 yên. Bao ăn ở tại nhà chị Satsuki luôn, kèo này mà từ chối thì không phải Kim Đại Trì rồi. Đánh hơi được mùi tiểu tam, Miyuki liền tới hỏi chuyện. Chị Satsuki học lớp 12 và là thành viên của đội cổ vũ. Valentine vừa rồi chị ấy đã tặng Kim Đại Trì một hộp sô-cô-la, nên cậu chắc chắn Satsuki có tình cảm với mình. Quên đi ạ, chị ấy tặng sô-cô-la cho nhiều hot boy trong trường lắm. Một hot girl như Satsuki thì không có vé gửi xe cho Kim Đại Trì đâu. Tuần sau, chuyến tàu đưa hai chị em đến ga cuối Izumo. Để tới làng của chị Satsuki cần đi thêm 2 tiếng xe buýt. Cứ tưởng được tận hưởng cùng chị yêu, ai dè Miyuki và thằng đệ Saki cũng bám theo. Ngôi làng nằm ở nơi xa xôi như vậy, không hiểu sao chị ấy lại cất công lên tận Tokyo để học cấp 3 nhỉ. Nói về vụ khai quật di tích, người thuê các bạn chính là mẹ của Satsuki. Sau khi xuống xe buýt, nhóm bạn phải đi bộ thêm 40 phút qua đường hầm huyết mạch duy nhất của làng. Nếu hầm mà sập thì coi như bị kẹt lại luôn. Kim Đại Trì hỏi thêm về mẹ của Satsuki. Thật ra bà ấy không làm trong ngành, mà người có liên quan tới di tích và khảo cổ chính là cha của chị, người đã chết trong vụ sạt lở cách đây một năm. Kế hoạch khai quật lần này sẽ tiếp nối dự án còn dang dở của ông ấy, coi như lễ dỗ đầu, cầu siêu cho người cha đã gắn cả đời với ngôi làng. Thoát khỏi đường hầm, những con quạ bày kín trời, giữa khu rừng chính là làng ma trận. Các người có vẻ không được thần hung điểu hoan nghênh cho lắm. Câu nói và ánh mắt sâu hoắm của Satsuki khiến Kim Đại Trì lạnh sống lưng. Làng ma trận chỉ có 4 căn nhà, biệt trang cổ ngọc, biệt trang ngọn giáo, biệt trang 7 tấm gương, còn biệt trang mõ đồng đã cháy rụi cách đây 10 năm. Dòng họ Munakata của chị Satsuki sở hữu biệt trang 7 tấm gương, còn lại là người ngoài đến ở. Khi đi qua biệt trang 7 tấm gương, Kim Đại Trì thấy một người trùm khăn đen ngó ra từ cửa sổ. Đó là mẹ của Satsuki, bà ấy vô cùng ghét việc xuất hiện trước mọi người, ngay cả con gái bà ấy cũng không cho phép gặp mặt. Bỗng dì Minatoya Asuka, cư dân biệt trang cổ ngọc xuất hiện. Dì ấy nhìn Kim Đại Trì và nói gì đó rất khó hiểu. Cô giúp việc Yayoi ra chào mọi người. Cô Yayoi đã làm việc ở nhà Munakata từ khi Satsuki chưa được sinh ra. Khi vào nhà, các bạn bị một bức tượng chim dọa hết hồn. Đó là Magadori, hay hung điểu, thần bảo hộ của làng ma trận. Bà quản gia Tsukumo xuất hiện từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm Kim Đại Trì một cách khó hiểu. Bỗng bà ta hét toáng lên khi thấy anh Yamato động vào đồ trưng bày trong nhà. Yamato Takeru là cư dân biệt trang cổ ngọc. Mẹ của Satsuki hay bà chủ đã làm vỡ một trong 7 tấm gương ở biệt trang này. Anh Yamato đã bí mật mua cái mới để gây bất ngờ cho mọi người. Yamato là trợ lý của ông chủ đã khuất. Anh ta có mặt ở đây để tham gia vào vụ khai quật. Bên cạnh đó còn có 5 người trợ lý khác. Đầu tiên là giáo sư Kunimori Akihiko, bạn đại học cũ của ông chủ, người sẽ chỉ huy dự án này. Đi theo giáo sư Kunimori là anh trợ lý Toribeno Akira. Người thứ ba là tiểu thuyết gia trinh thám Edogawa Kenji, cư dân biệt trang ngọn giáo. Và thứ tư là chồng của dì Asuka, ông Minatoya Kanichi, cư dân biệt trang cổ ngọc. Theo di nguyện của ông Munakata, chủ nhân biệt trang 7 tấm gương đã mất cách đây một năm. Mọi người sẽ khai quật 4 món thần khí được giấu ở đâu đó trong làng này. Tuy nhiên, chúng chính là ma thần khí bị nguyền rủa, từng được dùng để tế thần hung điểu. Người sở hữu đủ 4 món sẽ được ban phú quý và danh vọng, đồng thời phải gánh chịu tai ương. Sau nhiều lần qua tay, đến thời Minh Trị, chúng được thu thập bởi Munakata Kichiemon, ông cố của Satsuki. Nhờ sức mạnh của bảo vật, dòng họ Munakata đã tạo ra một gia sản khổng lồ. Ông cố trở thành nghị viên quốc hội. Đột nhiên thần hung điểu xuất hiện khiến cả đám hoảng sợ. Đó là người trợ lý thứ 5, Soga Toyohiro, cư dân biệt trang ngọn giáo. Sau khi có được phú quý danh vọng, người trong nhà Munakata lần lượt chết thảm. Ông cố vì quá sợ hãi nên đã chôn tứ ma thần khí xuống làng này. Sau đó đưa cả gia đình về đây, xây dựng 4 biệt trang và thờ phụng thần hung điểu suốt bao đời. Làng ma trận được sinh ra để phong ấn lời nguyền của tứ ma thần khí. Dù truyền thuyết đó đáng sợ, nhưng muốn bảo vật rất có giá trị về mặt khảo cổ học, nên ông chủ đã thành lập đội khai quật để khảo sát di tích này. Xui thay, ông ấy đã bỏ mạng trong tai nạn năm ngoái. Manh mối về vị trí của tứ ma thần khí được cất giấu trong biệt trang 7 tấm gương. Còn đây là bản sao được làm từ 90 năm trước,
bao gồm mõ đồng, gương đồng, cổ ngọc và ngọn giáo. Tối đó khi đang tắm ngoài suối nước nóng, chị Sasuke đã mạnh dạn tiếp cận Kinechi. Cậu ta hoảng quá nên bỏ chạy. Đúng lúc ấy thần hùng điểu xuất hiện. Nghe tiếng thét, Kinechi chạy lại thì thấy Sasuke đang ôm mặt sợ hãi, còn thần hùng điểu đã biến mất. Mọi người cho rằng chỉ là trò đùa của ai đó. Hầu hết mọi người đều ở một mình, nên không có cơ sở để xác định hung thủ. Nhưng không gì qua mắt được Kinechi. Kẻ giả dạng thần hung điểu và hù dọa chị Sasuke chính là anh Yamato. Anh ta khai mình đã xem TV cả tối, nhưng khi đến đây thì mắt kính lại để trong túi áo. Yamato không thể đeo kính vì nó sẽ tố giác anh là thủ phạm. Bây giờ là tháng 2, không khí lạnh đủ để đông đá mắt kính khi Yamato đứng rình bên ngoài nhà tắm. Khi chạy vào đây, không khí ẩm trong phòng này sẽ khiến trên kính xuất hiện một lớp sương trắng xóa. Yamato không thể chối cãi, thừa nhận đã lấy trộm mặt nạ để hù dọa Sasuke cho vui. Nhưng khi quay lại chỗ giấu mặt nạ thì nó đã biến mất. Đêm xuống, Yamato và một người khác bí mật lên kế hoạch cho ngày mai. Sáng hôm sau, cả đoàn đã có mặt ở hung điểu tọa, nơi khai quật. Để vào được bên trong, phải đi qua phiến đá gương. Mặt của nó trơn bóng, có một chỗ lõm để kéo sang phải. Cần có hai người mới mở được cánh cửa này. Sau khi cắm chìa khóa vào lỗ bên trái, một chỗ lõm khác xuất hiện. Sở dĩ thiết kế như vậy là để người lạ không thể mở được cửa. Bên trong vô cùng ẩm thấp và tối tăm. Bỗng anh Soga nói vọng qua lỗ thông gió, nhờ Kinechi đón lấy chút đồ nghề. Ai dè là một cái đầu lâu khiến thám tử hú vía. Sinh thời, ông chủ đã mất 20 năm để tìm kiếm ma thần khí, nên hôm nay không tìm được gì cũng là chuyện bình thường. Mọi người không thấy Yamato đâu, nghĩ anh ta đã đi tìm mặt nạ lắm mất tối qua, nên họ đóng cửa và trở về nhà. Chị Sasuke tin tưởng Kinechi nhất nên đưa cậu giữ chìa khóa. Sau khi tắm xong, ba bạn ngửi thấy mùi khí ga nồng nặc trong nhà nên đã mở hết cửa sổ. Có lẽ đường ống dẫn ở nhà bếp đã bị đứt. Kẻ nào đó quan sát bọn họ, quyết định mượn sức mạnh ma thần khí để giết ai đó. Ở nhà bếp, dì Asuka ngỏ ý hỗ trợ cô Yayo chuẩn bị bữa tối, bao gồm bò đút lò, bánh mì, xà lách, khoai tây nghiền. Nhưng cô Yayo từ chối vì đã chuẩn bị sẵn từ trưa rồi. Mọi người bắt đầu ăn tối mà không thấy anh Toribeno đâu, anh Yamato cũng mất dạng từ chiều. Khi nhìn ra hung điểu tọa, Miyuki bất ngờ thấy thần hung điểu đang vỗ cánh, nhưng rồi lại biến mất. Đêm ấy, Kinechi chui xuống bếp nấu mì gói cho đỡ đói. Phải vặn 4-5 lần thì bếp mới lên lửa, thật kỳ lạ. Đột nhiên anh Soga hốt hoảng chạy đến. Dù đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Yamato. Thấy quạ bu chi chít ở hung điểu tọa, mọi người lập tức chạy đến và mở phiến đá gương ra. Mùi hôi thối nồng nặc xông lên tận óc. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin là thi thể co quắp bị siết cổ chết của Yamato. Bên cạnh là bản sao bảo vật của Ngọc và xác quạ đang phân hủy. Trước khi về đến nhà, mọi người đã kiểm tra rất kỹ mới đóng cửa lại. Suy ra, đây là án mạng trong hiện trường kín. Mùi hôi thối đến từ xác quạ mà kẻ nào đó đã vứt vào đây. Nhìn thấy cổ Ngọc, ông Edogawa đoán hung thủ đã dùng sợi dây từ bảo vật để siết cổ Yamato. Trở về biệt trang bảy tấm gương, cổ Ngọc, gương đồng và ngọn giáo đã biến mất khỏi hộp trưng bày, chỉ còn lại mõ đồng. Theo suy luận của nhà văn trinh thám, sẽ còn hai người nữa bị giết bởi gương đồng và ngọn giáo. Ông Minatoya kinh hãi, đó là lời nguyền của thần hung điểu. Việc khai quật ma thần khí đã khiến thần nổi giận. Sasuke xác nhận lời nguyền là có thật. Khi ông cố của chị đang ở đỉnh cao danh vọng, hai người con trưởng đã gặp tai nạn và chết thảm, còn bà cố mắc phải bệnh lạ và ra đi trong đau đớn. Nhiều lần ông cố đã mơ thấy thần hung điểu bày cho cách thoát khỏi lời nguyền. 1. Phải chôn tứ ma thần khí xuống làng ma trận, nơi trú ngụ của ngài. 2. Xây 4 ngôi nhà để phong ấn bảo vật và thờ tụng thần suốt các đời. Nhờ đó mà dòng họ Munakata mới được yên bình. Cho đến 10 năm trước, biệt trang mõ đồng bị cháy do không giữ được lời hứa thứ ba với thần. Chưa kịp nghe điều thứ ba thì cô giúp việc Yayo chạy vô, báo đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Mọi người tức tốc chạy đến đường hầm để tẩu thoát. Đúng như dự cảm của Kinechi, nóc hầm đã bị sập, may mà không ai bị thương. Vậy là tất cả đã bị nhốt trong cái làng này. Ông Minatoya đang sợ hãi thì đột nhiên bị cắt lìa đầu và hai tay. Dư chấn từ vụ sập hầm đã khiến chiếc chuông từ ngôi chùa hoang trên núi rơi xuống. Minatoya chết quá nhanh. Có khi nào cái chuông chính là đại diện cho mõ đồng, ông ấy vừa bị lời nguyền trừng phạt. Thấy xác chồng, dì Asuka ngất tại chỗ. Trở về nhà, Sasuke tự trách bản thân mình vì đã không giữ lời hứa thứ ba. Bà quản gia báo cáo tình hình cho bà chủ và nhắc bà ấy hãy cẩn trọng. Bên này, mọi người phát hiện bản sao mõ đồng cũng đã mất tích. Liệu đây có thật sự là lời nguyền hay có bí mật nào đó đang ẩn giấu? Cô Yayo pha trà cho mọi người, nắp lọ đường quá chặt nên không thể mở. Anh Toribeno liền hơ qua bếp lửa, giúp không khí bên trong giãn nở và mở dễ dàng hơn. Kinechi chợt nhận ra điều gì đó. Sau khi kiểm tra mặt sau của cánh cửa ở hung điểu tọa, cậu đã biết cách mở phiến đá gương mà không cần chìa khóa và lý do xác của Yamato ở trong này. Trở về biệt thự, ba bạn gặp riêng anh Soga để tiết lộ cách mở phiến đá gương. Vẫn là hai người cùng kết hợp lực, như một người ở bên trong và một người ở bên ngoài. Giống như lọ đường giãn nở không khí mà anh Toribeno hơ trên lửa ban nãy, anh Yamato và đồng phạm đã lên kế hoạch để cho Yamato ở lại trong hang. Vì mặt trong cánh cửa rất sần sùi nên dễ dàng bám và đẩy nó.
đồng phạm của Yamato chính là anh Soga. Soga khẳng định mình không giết Yamato. Đúng là họ đã lén lút tìm ma thần khí sau lưng mọi người, nhưng khi Soga đến thì Yamato đã chết rồi. Đột nhiên anh ta nghĩ về tai nạn của ông chủ. Dựa vào phản xạ của Soga, Kinechi nghĩ anh ta không nói dối. Có thể hung thủ đã lừa Yamato mở cửa rồi giết anh ta, nhưng một mình hắn đóng cửa bằng cách nào? Ở sau bức tường, anh Toribeno lén lút quan sát nhóm bạn. Sau khi thông báo với mẹ, chị Sasuke cầm một con dao đến phòng Kinechi, rạch quần áo và bảo cậu hãy chiếm lấy cơ thể mình. Đó chính là lời hứa thứ ba với thần hung điểu. Nhà Munakata bị nguyền nên chỉ sinh toàn con gái. Khi tới 18 tuổi thì phải chọn người đàn ông mà mình trao thân đầu tiên làm chủ gia đình. Sasuke lên Tokyo xa xôi học là để kéo dài thời hạn này, vậy mà tai ương vẫn tiếp diễn. Kinechi không tin lời nguyền, nhưng chính chị hai của Sasuke đã phá bỏ lời hứa, bỏ trốn cùng người yêu và họ đã lao xuống vực. Sau đó thì biệt thự mõ đồng bốc cháy, khiến cả gia đình người bạn thân của Sasuke chết mất xác. Vậy là chẳng có công việc lương 20.000 yên nào cả, Sasuke đã nói dối. Kinechi cố ngăn chị tự sát thì bị Miyuki bắt gặp trai trên gái dưới. Cũng may Saki đã quay phim lại, không là hết đường giải thích luôn. Lát sau, Soga được ai đó gọi ra ngoài, thần hung điểu đột nhiên lộ diện, Soga tát một phát khiến mặt nạ rơi ra và biết hung thủ là ai, nhưng Soga không còn sống nữa. Tờ mờ sáng, Kinechi phát hiện mảnh giấy cháy đen ở gần đường hầm, lúc ấy cậu cũng ngửi thấy mùi thuốc nổ. Chắc chắn hung thủ đã dùng pháo để cô lập mọi người. Chị Sasuke vội vàng chạy đến báo tin, 7 tấm gương trong biệt trang đều đã bị đập vỡ. Nằm ngổn ngang giữa những mảnh kính là xác của anh Soga cùng bản sao bảo vật gương đồng. Trong tay nạn nhân nắm chặt hai tờ lịch 27 và 28 tháng 2, đó chính là thông điệp mà Soga để lại cho chúng ta. Cạnh bên phải tờ lịch bị rách một cách không tự nhiên, có thể hung thủ đã cố giật nó. Nhưng sau khi chết, tay co lại rất cứng nên chỉ xé được rìa ngoài. Chúng chính là manh mối quan trọng để tìm ra thủ phạm. Khi đi lang thang trong biệt thự, Kenichi nhìn thấy bức tranh vẽ sơ đồ tầng 1 của tòa nhà. Ông chủ đã nhờ một kiến trúc sư thiết kế nó. 7 tấm gương biểu tượng của biệt thự cũng được bố trí hết ở tầng 1. Khi Asuka nhìn thấy thì hỏi Kinechi đang tìm ám hiệu chỉ vị trí ma thần khí à. Khi còn sống, ông chủ hay nhìn bức tranh và trầm tư. Những lúc như vậy, ông ấy trông rất cuốn hút, khiến dì Asuka ghen tị với bà chủ. Nhưng dì ấy cũng thấy tội vì bà ấy không được ông chủ yêu thương. Ông ấy cưới bà chỉ vì muốn có ám hiệu về vị trí của ma thần khí và trở thành chủ sở hữu chính thống. Nói về tai nạn năm trước, đội khảo cổ đã kiểm tra địa chất rất kỹ và chắc chắn không thể bị sạt lở do mưa. Chắc có lẽ ông chủ đã bị lời nguyền trừng phạt. Dì Asuka bỗng nhắc đến chuyện Yamato và Soga thường lén lút vào hung điểu tọa, khiến Kinechi suy nghĩ. Lập luận chuyển sang giả thuyết, Yamato và Soga bị báo thù vì có liên quan tới cái chết của ông chủ. Vậy còn nạn nhân Minatoya thì sao? Theo lời kể của chị Sasuke về mẹ, từ khi sinh ra, bà ấy ở suốt trong làng và không thích gặp mọi người. Cô giúp việc Yayoi kể rằng, trước khi sinh Sasuke, bà chủ mắc phải bệnh lạ nên xuất hiện cái bớt trên mặt, từ đó trùm khăn và giam mình trong phòng. Sasuke chưa từng trực tiếp nhìn mặt mẹ. Cũng may có cha và quản gia, cô giúp việc chăm sóc chu đáo. Chị từng nghĩ cha lấy mẹ chỉ vì ma thần khí, nhưng khi thấy hai người nói những lời quan tâm, chị biết họ thật sự yêu nhau. Một lát sau, Toribeno đến bên cạnh Sasuke, ôm chặt cô vào lòng và nói rằng anh không xứng đáng với em sao? Đang giải mã thông điệp của hai tờ lịch, mẹ của Sasuke bỗng xuất hiện và nhờ Kinechi đưa bức thư này cho con gái, đồng thời nhắn Sasuke đừng lo lắng nữa, bà ấy sẽ gánh hết lời nguyền. Trong đêm mưa bão, hung thủ đã chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng. Hắn ta ho ra máu như đang mắc phải bệnh nặng. Tiếng thét chói tai phát ra từ phòng bà chủ. Thần hung điểu đang bế bà ấy, trên tay là ngọn giáo. Hắn bay ra ngoài cửa sổ rồi chạy thẳng vào trong rừng. Lần theo dấu vết, cả nhóm phát hiện ngọn giáo nhuốm máu cùng khăn che mặt của bà chủ ở bên cạnh thác nước chảy xiết. Vậy là bốn lời nguyền đã xảy ra. Ông Edogawa cười lớn khi toàn mạng sau tai vạ. Chị Sasuke không chịu được cú sốc mất mẹ nên ngất đi. Kinechi nhờ cô giúp việc Yayoi chuyển bức thư của bà chủ cho Sasuke. Cùng điểm lại mọi thứ nào. Ở vụ đầu tiên, Yamato bị sát hại ở hung điểu tọa. Làm thế nào hung thủ có thể siết cổ khi nạn nhân ở trong hiện trường kín? Vụ thứ hai của ông Minatoya không thể sắp đặt sẵn thời điểm cái chuông rơi xuống, nên đây là một tai nạn ngẫu nhiên. Hung thủ đã tận dụng nó, hắn muốn mọi người nghĩ cái chết của ông Minatoya là lời nguyền mõ đồng, nên đã lấy trộm bảo vật này ngay sau đó. Vụ thứ ba của anh Soga, bên cạnh hai tờ lịch còn bí ẩn sau việc 7 tấm gương bị đập vỡ. Kinechi hỏi quản gia về tấm gương mà bà chủ đã vô tình làm vỡ năm xưa. Khi ông bà mới cưới được 1 năm, bà chủ đã cố ý đập vỡ một tấm gương và bắt bà quản gia phải giữ kín chuyện này. Vài tuần sau thì bà ấy tự nhốt mình trong phòng và luôn che khăn trùm đầu. Gương là biểu tượng của biệt trang này, đập vỡ chúng là điều tốt với bà chủ sao? Chợt Kinechi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy thạch đăng lung, tháp đèn đá. Xung quanh biệt thự có rất nhiều tiểu công trình cổ như vậy, ví dụ như vòng tròn đá, tượng Diêm Ma Địa Tạng, hồ khúc ngọc trì, tiểu thuyền thạch. Kinechi tìm ra phát hiện mới, các tiểu công trình cùng 7 tấm gương trong biệt thự này đang ẩn chứa ám hiệu chỉ ra vị trí chôn giấu tứ ma thần khí.
Đó là lý do những tấm gương bị đập vỡ. Cậu thám tử chống tay vào tường suy luận thì giật mình vì bị vật nhọn đâm trúng. Là một cây đinh, từng có thứ gì treo ở đây sao? Trong tay anh Soga có tờ lịch mà xung quanh lại không có cuốn lịch nào. Chứng tỏ cuốn lịch được treo ở đây đã bị hung thủ lấy đi. Ra là vậy, ngay từ đầu Kinaichi đã đi sai hướng. Giờ chỉ cần giải mã hiện trường kín ở hung điểu tọa là xong. Nhân danh ông nội, cậu phải vạch trần bộ mặt thật của hung thủ. Quay trở lại hang khai quật, bên trong vẫn còn mùi hôi thối của xác quạ. Trong này chỉ có một lỗ thông gió. Soga đã từng dọa Kinaichi bằng cách nhét hộp sọ qua cái lỗ. Trên đường về, ba bạn thấy những người khác đang săn thú để có thức ăn cho bữa tối. Anh Toribeno dùng cái gậy bẫy chim để trói chân con chim lại, sau đó bóp cổ nó cho đến chết. Trở về nhà, Kinaichi đến thăm Satsuki và bất ngờ khi thấy chị đã khỏe mạnh. Sau khi đọc di thư của mẹ, chị quyết định sẽ sống mãi ở làng này để lời nguyền được kết thúc. Ba thanh niên đang ngồi nghĩ cách giúp Satsuki thì thằng đệ Saki thả bom, phải mở cửa sổ lẹ kéo tắt thở. Bỗng Kinaichi nhớ đến hung khí ga bị rò rỉ, bếp không bật được lửa và cả xác quạ chết. Chúng có liên quan với nhau sao? Cậu chạy xuống bếp lục thùng rác và tìm được một mẩu giấy. Vậy là bí ẩn hiện trường kín đã sáng tỏ. Khi nhìn vào kệ bếp, Kinaichi thấy hình phản chiếu của tấm gương treo trong phòng đối diện. Cậu chạy đi kiểm tra 7 tấm gương và kết luận đã tìm ra vị trí của tứ ma thần khí, đến lúc phá án rồi. Sau khi tập hợp mọi người, Kinaichi tiết lộ rằng 7 tấm gương có liên quan mật thiết đến vị trí của tứ ma thần khí và hung thủ là người biết đầu tiên. Để mọi người không tìm ra, hắn phải đập vỡ các tấm gương. Nhưng nếu chỉ làm vậy sẽ bị nghi ngờ, nên hắn đã lên kịch bản giết người liên quan đến lời nguyền thần hung điểu để che đậy. Hai tờ lịch của anh Soga đã chỉ ra thân phận của hắn, hung thủ là một trong những người ở đây. Đầu tiên là vụ án của anh Yamato, hung thủ đã dùng thủ thuật để siết cổ anh ta từ bên ngoài. Sau khi đưa mọi người vào bên trong hung điểu tọa, Kinaichi đóng cửa và bơm khí ga vào. Ông Edogawa lập tức thò đầu qua lỗ gió để hít thở thì bị gậy bắt chim siết cổ. Hung thủ biết kế hoạch của Yamato và Soga nên đã tương kế tựu kế và thành công xử lý Yamato, sau đó ném cổ ngọc và xác quạ vào để giàn cảnh. Vậy tại sao lúc đó mọi người không ngửi thấy mùi khí ga? Đó là bởi mùi hôi thối của xác quạ đã át đi nó. Về hai tờ lịch này, nếu chỉ tập trung vào chúng thì không tìm ra được câu trả lời đâu. Hung thủ đã dụ Soga và đập đầu anh ấy. Biết không thể thoát chết, Soga nhìn thấy cuốn lịch treo trên cái đinh gần đó và xé hai tờ xuống. Hung thủ muốn lấy nhưng tay của Soga quá cứng, hắn chỉ có thể mang cả cuốn lịch đi. Ai cũng nghĩ rằng thông điệp trước khi chết nằm trong hai tờ lịch, nhưng thật ra nó ở cuốn lịch kia. Theo cách gọi cổ xưa, tháng 1 được gọi là Mutsuki, tháng 2 là Kisaragi. Anh Soga đã xé ngày 27 và 28 tháng 2, tức là cuốn lịch sang tháng 3, còn được gọi là Yayoi. Hung thủ chính là cô giúp việc Yayoi. Bằng chứng của Kinaichi là tờ thực đơn cậu tìm thấy trong thùng rác. Hãy nhìn thực đơn bữa tối của ngày thứ 2, ngày án mạng đầu tiên xảy ra, toàn là những món nguội. Mùa đông mà ăn món nguội, thật kỳ lạ. Bởi vì khi đó, bếp ga không thể sử dụng được, bình ga đã bị đem tới hung điểu tọa để thực hiện kế hoạch. Còn nhớ đêm đó, Kinaichi xuống bếp nấu mì, bật mãi bếp không lên. Bà Yayoi đã kịp nối dây ngay sau đó nên không ai nghi ngờ. Kinaichi khá bất ngờ trước kế hoạch tinh vi và khả năng nhạy bén của bà ta. Nói về vị trí của tứ ma thần khí, chúng nằm ở trong vườn của biệt thự này. Từ hành động thay gương ở đầu truyện của Yamato, bà Yayoi đã phát hiện ra ám hiệu. Sau khi thay mới 7 tấm gương và mở cửa tất cả các phòng ở tầng, Kinaichi bắt đầu phân tích. Vị trí đặt các tấm gương có liên quan tới góc phản xạ của nó. Chỉ cần đứng ở tấm gương số 1, ta sẽ thấy phản chiếu của 6 tấm gương còn lại. Bình thường cửa phòng bị đóng nên không ai phát hiện ra điều này. Và đích đến cuối cùng chính là Diêm Ma Địa Tạng. Bên trong bức tượng là tứ ma thần khí bản gốc mà bao người tìm kiếm. Đến đây, bà Yayoi u sầu kể về chuyện cách đây 20 năm khi cô gái trẻ thôn quê vào nhà Munakata làm giúp việc. Cô đã rung động trước vẻ đẹp lịch lãm của ông chủ. Lúc đó, ông và bà chủ mới cưới, trông họ rất đẹp đôi. Nhưng Yayoi phát hiện đó là một cuộc hôn nhân tồi tệ. Bà chủ cố tình đốt hết tài liệu khảo cổ quan trọng của chồng. Bà ta lợi dụng quyền sở hữu ma thần khí để buộc ông chủ cưới mình và trở thành thứ tiêu khiển. Và lúc ông chủ tuyệt vọng nhất, trước sự thấu hiểu của Yayoi, hai người họ đã thổ lộ tình cảm và thân thiết từ lúc ấy. Nửa năm sau, Yayoi có thai, bà chủ vô cùng tức giận và lao vào đánh, vô tình ngã cầu thang mà chết. Yayoi muốn tự thú, nhưng còn đứa con trong bụng thì sao? Ông chủ đề nghị giấu xác vợ để không ai tìm ra, sau đó biến Yayoi thành bà chủ. Đúng vậy, 20 năm qua, bà ta vừa là Yayoi, vừa là bà chủ trùm khăn kín mặt. Vụ thứ tư chỉ là giả tạo để chính thức xóa bỏ sự tồn tại của bà chủ. Vài tháng sau, Yayoi đã hạ sinh một bé gái, đó chính là Sasuke. Ông chủ từng nói rằng bà sinh vào tháng 3 nên tên là Yayoi, con gái sinh vào tháng 5 nên đặt tên là Sasuke. Bà rất muốn nói cho Sasuke biết sự thật, nhưng bà không muốn con gái phải gánh thay tội lỗi của mình. 20 năm không được nghe một tiếng mẹ, phải đóng giả kẻ do chính mình giết hại. Niềm an ủi duy nhất của bà là tình yêu thương từ ông chủ. Nhưng rồi ông ấy đã ra đi, tất cả là do Yamato và Soga. Bọn chúng biết địa chất khu đất đó rất yếu, nhưng lại không báo cáo vì sợ bị lộ chuyện lén lút khai quật.
Không những thế, chúng còn định ép Sasuke trao thân để trở thành chủ gia tộc và có quyền sở hữu bảo vật. Lúc ấy, thần hung điểu trong Yayoi đã nổi cơn thịnh nộ, bà phải bảo vệ tứ ma thần khí và con gái khỏi lũ sâu bọ đó. Có một điều Kinaichi đã nói sai, Yayoi không hề nghĩ ra kế hoạch giết người này, tất cả được thần hung điểu mách bảo. Chỉ còn giáo ngọc chưa nhuốm máu, phải giết một người nữa để chấm dứt lời nguyền. Yayoi đột nhiên ho ra máu, bà ta mắc bệnh nặng sắp lìa đời. Nếu mẹ chết đi, ai sẽ bảo vệ Sasuke khỏi những kẻ tham lam kia đây? Yayoi định kết liễu mình để cầu xin thần nguôi giận. Đúng lúc ấy, một tia sét lớn đánh xuống. Trong khoảnh khắc đó, Kinaichi có cảm giác mình vừa nhìn thấy một bóng quạ bay lên trời. Và ngày sau, tại bệnh viện Ishikawa, ba bạn và anh Toribeno đến thăm hai mẹ con Sasuke. Ngạc nhiên là bà Yayoi không hề nhận ra họ, họ cũng tránh nhắc đến chuyện cũ. Nhìn hai mẹ con hạnh phúc, các bạn cũng an tâm phần nào. Nhớ lại khi đó, tia sét đã đánh trúng tứ ma thần khí, biến chúng thành những mảnh vụn. Kỳ lạ là bà Yayoi không hề bị thương, nhưng toàn bộ ký ức về vụ án và đau thương trong suốt 20 năm đều mất sạch. Tuy đã có được hạnh phúc, nhưng bà Yayoi chỉ còn sống được nửa năm. Dù ngắn ngủi, nhưng cũng hơn là chết trong cô độc và tội lỗi. Sasuke đã thôi ám ảnh chuyện vì lời nguyền mà biệt trang mõ đồng bị cháy năm xưa. Bỗng anh Toribeno thừa nhận mình chính là bạn nữ sống ở biệt thự bị cháy đó, người chơi thân với Sasuke hồi nhỏ. Lời nguyền dòng họ Munakata chỉ sinh được con gái, nhưng Toribeno lại là con trai. Cha anh vì quá sợ nên đã nuôi như con gái. Trong vụ cháy đó, không biết bằng cách nào mà Toribeno đã thoát nạn, sau đó được đưa vào cô nhi viện. Lần tới đến thăm, Toribeno sẽ kể chuyện này cho Sasuke nghe. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng mà còn tiền đền xe cho thanh tra Akechi thì sao? Và đó là vụ án của ngày hôm nay. Liệu thần hung điểu có thật sự tồn tại không? Các bạn cảm thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ Ten Anime nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!